Thưa quý vị và các bạn, tổ cất nhà từ thiện xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới được thành lập từ năm 2017 do ông Phan Văn Hậu, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã, đứng ra điều hành. Từ khi thành lập cho đến nay thì tổ đã cất và hỗ trợ nhiều căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được căn nhà vững chãi, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tổ cất nhà từ thiện xã Nhân Mỹ gồm 20 thành viên, người nhỏ tuổi nhất cũng trên 55, lớn tuổi nhất đã ngoài 80. Đây là những nông dân đều có cùng chí hướng, ai có công, ai có của góp của, ai rảnh rỗi lúc nào thì tham gia lúc ấy. Đại đa số thành viên trong tổ có điều kiện kinh tế không mấy khá giả, đời sống phụ thuộc vào nghề làm trộn, làm chường và mua bán nhỏ. Vượt qua khó khăn của cuộc sống gia đình, sự hạn chế về tuổi tác và sức khỏe, mỗi thành viên luôn tích cực với công việc mà mình đã chọn, vui vẻ đến giúp, mong sớm hoàn thành ngôi nhà đầy đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, ông Phan Văn Hậu, trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Nhân Mỹ, dù đã 73 tuổi, vẫn sát cánh với các thành viên trong tổ trên từng ngôi nhà từ những ngày đầu khi bắt đầu xây dựng. Trước đây, ông là tổ trưởng tổ cất nhà từ thiện xã Nhân Mỹ, phụ trách việc vận động mạnh thường quân, lên kinh phí xây nhà, thiết kế và mua vật liệu, rà soát các hoàn cảnh. Tuy một năm nay không còn đảm nhận vai trò tổ trưởng, nhưng ông Hậu vẫn là tổ viên, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các thành viên khác trong tổ, tư vấn cho tổ trưởng mới khi thực hiện việc xây nhà cho người dân. Ơn đồng bào nhân loại đó, mình làm nó có cái niềm vui thì mới làm được. Khi mà làm xong rồi nó thấy có niềm vui cho bà con có cái nhà mới ở, thì đó là cái động lực để thúc đẩy trong cái tổ anh em làm tới hoài. Thì mình cũng cố gắng để vận động mạnh thường quân đóng góp thôi, để mình có phương vốn để làm đó. Mình phải hợp tác với chính quyền, đó là cái chủ yếu rồi. Chính quyền người ta hợp tác mình để xét những cái hộ khó khăn. Mỗi căn nhà tổ xây dựng đều được tổ xét duyệt kỹ càng, đúng đối tượng. Căn nhà luôn đảm bảo kết cấu ba cứng và có nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhà cũ thì mưa nó dột, cây mục nó hiếp nó lủng chân. Từ bữa dựng tới nay mới có chưa được tháng nữa. Yên tâm hơn, mưa thì không có dột. Cảm ơn chính quyền và mấy nhà tài trợ, tôi đã giúp tôi được căn nhà, tôi sẽ cố gắng làm ăn vươn lên. Phương châm hoạt động của tổ là khi có người đến nhờ giúp đỡ cất nhà, tổ sẽ lên danh sách, xác minh và hướng dẫn các hộ đến chính quyền địa phương xin giấy giới thiệu, sau đó gửi về các đơn vị tài trợ. Nhờ chủ động kê khai minh bạch, rõ ràng các khoản thu chi, nên uy tín của tổ ngày càng được khẳng định. Bên cạnh đó, ông và các thành viên trong tổ còn cải tiến sáng tạo các giải pháp kỹ thuật để quá trình thi công giảm được tối đa chi phí, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đặt ra. Do đó, từ đầu năm đến nay, tổ cất nhà từ thiện xã Nhân Mỹ đã xây dựng và bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng kinh phí 360 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tính chung trong 7 năm qua, tổ đã cất và bàn giao 175 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn, kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã cũng như tổ cất nhà cất cầu từ thiện của xã, đặc biệt là cá nhân của bác Phan Văn Hậu là đã tham gia rất là tích cực các cái phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là cái phong trào là xã hội từ thiện hỗ trợ cho bà con hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã cũng như các cái đối tượng yếu thế. Thì nổi bật nhất là cái phong trào là cất nhà tình thương. Ngoài ra là bác Ba Hạo cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc của xã là cất nhà đại đoàn kết, cũng như hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, và hỗ trợ quà nhu yếu phẩm cho bà con hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn xã, giúp cho bà con có cái điều kiện là vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ những việc làm của ông Phan Văn Hậu và các thành viên trong tổ cất nhà từ thiện xã Nhân Mỹ đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.